Chào mừng các bạn quay trở lại với YPTV và mình là Duy. Thì đây là cái tập tiếp nối cái tập mà hôm trước mình mới đi lấy chăn về ấy. Bởi vì là hôm trước đi lấy chăn về xong mình nói lan mạn người, mình nói nhiều thứ vách cái đấy. Thế là thời lượng lên dần là 30 phút lận, cho nên là bây giờ mình đã quyết định chia ra. Phần này mình sẽ nói về một số điều cần biết về chăn đất và một số cái linh tinh nữa. Đó, và bây giờ các bạn cùng đón xem nha. Bây giờ bắt đầu vào video clip tiếp theo nha. Thế như các bạn thấy thì đây là một con nhỏ, chắc đất là mô nhỏ, và đây là con to của mình. Đây là cái con một mắt của mình ấy. Con bình thường mà nói sẽ hai mắt như thế này, vẫn như bình thường thôi. Còn đây là con một mắt của mình. Nếu mà các bạn nuôi bình thường, tốc độ cho ăn bình thường như mình, khoảng tầm 1 đến 2 tuần mình cho một lần nếu mà nó to rồi, hoặc là bé thì có thể 7 ngày cho một lần, 1 đến 2 con gà thôi, thì nó sẽ phát triển từ đây sang bên này trong vòng khoảng tầm 1 năm thì sẽ to được như này. Nếu các bạn mà cho ăn nhiều hơn, đút ăn nhiều hơn thì nó sẽ to nhanh hơn, sẽ lớn nhanh hơn. Còn đây là tốc độ phát triển đối với mình, theo mình thấy đây là bình thường, không bị chậm quá, không nhanh quá. Đó, thì bạn phát triển được như này. Thì đối với những bạn nào chưa biết thì bọn chăn đất này đó là cái bọn top 5 những loài chăn to nhất trên thế giới. Bọn này sau này mắc size khá là to ấy, nhưng mà các bạn không cần phải lo, bởi vì là bọn này khi đến size được trưởng thành thì cũng khá là lâu. Bọn này thì tính tình cực kỳ đầm luôn, cực kỳ hiền lành và gọi là không bị giật mình, không cắn biết gì cả, cực kỳ dễ. Bọn này nó kiểu dễ gần luôn đấy, dễ nuôi chứ nó không bị khó tính như các con chăn khác, và cũng có khá là nhiều màu đẹp nữa, cho nên là nó là một vật nuôi khá là thú vị và dễ nuôi và dễ tìm kiếm nữa, bởi vì ở Việt Nam có rất nhiều trại đã nuôi sinh sản bọn này rất là nhiều rồi. Còn về tuổi thọ thì bọn này tuổi thọ lên đến khoảng tầm 20 năm, và đôi khi cá biệt còn có một vài con lên đến khoảng tầm 20 mấy năm, gần 30 năm, cực kỳ lâu luôn. Có vẻ càng lớn hơn. Bọn này lớn thì lớn thì cái hình thể nó trông rất là đẹp luôn. Nếu nếu một điều kiện là các bạn nuôi phải gọi là chuẩn một tí, có nghĩa là để cho một cái chuồng vừa phải và đủ này, đủ độ rộng để cho nó có thể bò với linh tinh. Và bọn chăn này là chăn đất, có thể tên chắc khác là chăn miến điện và chăn mốc gì đấy, và gọi là chăn đất bởi vì là nó sống ở trên đất mà nó không leo cây, tức là bọn nó chỉ cần cái không gian rộng và dài, không cần cao cho lắm đó. Và cái gì nữa nhỉ, vấn đề cho ăn, các bạn nên cho ăn nguyên con, ví dụ như là nguyên con chim này, nguyên con chuột này, nguyên con gà này, để nó có đủ các thể loại chất từ các bộ phận của con gà. Và cho ăn sống thì các bạn không phải làm gì thêm, nhưng mà nếu mà các bạn cho ăn vật chết thì các bạn khi mà nó đã nuốt xong, siết xong rồi ấy, bọn này ấy, đúng rồi, nói với các bạn nào mà bạn nhỏ chưa biết thì bọn này nó là chăn và nó không có độc, thì cơ chế săn mồi của nó là nó sẽ cắn, và bọn này nó có khoảng tầm 3-4 hàm răng kiểu như là ngoài hàm trong này, nó cắn là nó sẽ giữ con mồi rất là chặt luôn, và nó sẽ siết cuộn tròn lại để siết con mồi như là kiểu tắc thở và kiểu gãy xương, thì nó sẽ nhả ra và nó sẽ tìm đầu để nó nuốt từ đầu vào đó. Thì nếu mà cho ăn mồi chết ấy thì nó cũng cắn và nó sẽ siết, thì cái lúc mà nó siết ấy là bởi vì mồi chết mà nó không dễ dụ nhiều, nên con chăn là không cần thiết phải siết chặt. Khi mà nó cho mồi chết thì các bạn cần thiết phải giật cái mồi đấy cho con chăn nó cảm giác là mồi còn sống, và con chăn nó sẽ siết cực kỳ chặt lại, thì nó sẽ sử dụng cái bó cơ ở trên người nó nhiều hơn, thì nó sẽ gọi là khỏe mạnh hơn, kiểu như là đang luyện tập ấy. Nếu mà các bạn cho nó kiểu như là cho ăn mồi chết nhiều mà không, nó không cần phải siết gì đấy, nó không phải hoạt động cơ thể quá nhiều, thì nó sẽ bị béo phì và cơ thể tích tụ toàn mỡ là mỡ rồi, nó kiểu cầm người nó không được chắc đâu, nó sẽ cứ bị ỏng lòng lèo ấy, cảm rất là khó chịu. Nó có bị bệnh không? Đúng như kiểu là cho ăn mồi sống nó không muốn siết hết nó nhé. Thì có thể là sẽ thụ động hơn thôi, nhưng mà quan trọng là sức khỏe không tốt. Và khi mình cầm con chăn lên mình cảm thấy nó tẩm tẩm cái đó thì thật luôn, bởi vì là trước mình đã từng cầm một con chăn béo như thế rồi, sợ nó thì toàn mỡ là mỡ, nó kiểu nó không chắc gì cả, nên sợ này nó phải cơ thể nó phải chắc như thế này đấy, sợ mới sướng. Thế là tân tập gym. Tập gym thì nó phải khác với cả mẹ bọn béo phì, như tập luyện nó khác nha. Đấy, nhìn nó lên thì già lên thì đẹp nhở, đều màu chuẩn lý á. Thế là cái màu cũng có tùy con đấy, tùy phẩm chất của từng con. Ok, cứ cất cái này đi nha. Bọn này mắt nó cứ lấp lát một người ấy nhỉ? Bọn chăn Ivory đấy thì nó sẽ có là mắt, nó sẽ có chia là mắt xanh và mắt đen. Mắt đen full thì nó gọi là mắt bình thường, còn mắt xanh thì mọi người hay gọi là mắt lát. Nhưng con này nửa xanh nửa đen mà. Ừ thì đấy, mắt xanh nó sẽ như vậy, là nửa xanh nửa đen. Nhìn buồn cười chứ được gì, nó lấp lát ấy. Rồi. Cho không? Đây, sẽ tạo đây. Ok.
khè anh. Kệ mẹ nó, bọn này nó không thích nó khè mà. Nhưng mà các bạn nhìn thấy nó khè đừng sợ nhá. Đây đây là con chăn đất normal, thì chăn đất nó có một cái đặc điểm cực kỳ dễ nhận dạng là đờ trên đầu nó có cái hoa văn nhìn trông như là kiểu có cái ngọn giáo ấy, cái mũi tên ấy. Và con chăn đất ivory này thì nó sẽ mất hết hoa văn trên người. Còn chăn đất normal thì sẽ như thế này, kiểu là loại bình thường nhất thì nó sẽ như thế này. Có loại màu vàng nữa thì nó chỉ là mất bớt màu đen đi và nó thêm màu vàng thôi. Thì đối với những bạn nào mà vừa mua chăn đất baby, các bạn có thể nuôi trong một hộp nhựa như thế này. Kích thước như này là khoảng tầm 20 đến 20 với cả 30 như vậy là vừa đủ. Và các bạn có thể đục lỗ nhiều một tí để cho nó thoáng không khí, cho nó không bị bí quá vì mùa hè cũng khá là nóng. Thì nuôi bọn này thì các bạn có thể lót nền bằng giấy này, giấy A4 này, và lót bằng một số cái mùn cưa với cả mùn dừa. Nhưng mà lót như thế thì các bạn nên chú ý trong lúc cho nó ăn nhé, bởi vì là rất dễ nuốt phải. Con to mà nuốt phải một tí thì không sao, nhưng mà con bé mà nó nuốt phải một tí mà cũng như con to nuốt ấy thì nó sẽ bị tắc ở trong ruột, tức là ứ động rất là nhiều và nó không thể nào mà thải ra được, rất dễ bị chết. Cho các bạn nên để ý, tốt nhất là bé thì nên lót giấy báo thôi thì dễ kiểm soát nhất, bởi vì bé nó không đi vệ sinh không nhiều thì nó đi vệ sinh ra thì các bạn có thể thay lót là được. Còn con to mà các bạn lót giấy báo thì mẹ dọn chết mệt luôn, nó đái thành mẹ cái hồ luôn ấy, kinh đất đó. Đây là một trong những cái cách dễ nhất và rẻ nhất để làm chuồng nuôi cho chăn. Còn một cách nữa, các bạn có thể đóng một cái bể gỗ này mặt kính, hoặc là mua luôn một cái bể kính và làm nắp lưới là ok. Con như này của mình không? Gì? Con như này của mình không? Con như này của mình bị phổi đây, đưa cho anh Nghĩa chữa rồi. À, hôm nay vừa mang đi đây. À, nãy anh bảo bị sống rồi. Đó, chăn đất baby cực kỳ dễ thương luôn. Này nhìn màu này cũng đẹp mà. Ừ, có nghĩa là màu này nó đẹp nhưng mà giá trị nó thấp. Nhiều người nó có hay có những cái suy nghĩ như kiểu là mua con rẻ trước chết đỡ tiếc và sau này lên đời con đắt hơn, nhưng mà người ta không xác định được là con nào là đối với mình là đẹp, không cảm nhận được con nào đẹp, nó chỉ cần biết là con nào giá trị cao hơn để làm đi khoe thôi. Cho nên là anh ấy nhiều người như thế quá nhưng anh cũng không muốn lấy con này về bán vì là bán xong được một thời gian người ta lại chán như này, bán lại rồi lên về con khác. Còn mình thì mình chơi kiểu khác các bạn ạ, mình chơi kiểu đẹp, đẹp. Mình chơi kiểu sưu tập. Và bây giờ mình đang có một con đất normal này là trên 2m này, một con đất hypo trên 2m nữa, một con đất ivory vừa 1 năm tuổi thì chắc khoảng tầm 1.5m gì đấy. Lấy nhỏ nhất nhỉ? Con đấy nhỏ nhất là năm ngoái này. Con kia mình nuôi trước. Ừ, con kia nuôi 2 năm rồi. Con bà nuôi trước đúng không? Con bà nuôi đầu tiên. Con bà nuôi 2 năm, bà nuôi đầu tiên đợt trước cái đợt 4 năm trước là mình có một con vàng khoảng tầm 2.5m. Nhưng mà cái đợt đấy mình chuyển nhà cho nên là mình phải bán lại. Bán cho ông trọng sẹo không biết mà bán đi đâu rồi. Con đấy bây giờ mà vẫn còn thì to lắm. Cái đợt mà mình bán nó to này chưa? Bằng này. To tầm này. Ừ, tầm này. Nhưng mà đấy là cách đây khoảng tầm 3 năm rồi các bạn. Đó. Cho nên là bây giờ nó phải to lắm rồi. Đấy, mình nói chung là mình không thích khi mà mọi người chơi kiểu lên đời. Và là mỗi con, mỗi loài động vật nó có một vẻ đẹp riêng, một cái nét đẹp riêng. Và quan trọng là bạn thích cái gì thôi, chứ không phải là con này đẻo hơn hay là con này rẻ hơn thì là không thích hay là không cần thiết phải nuôi cẩn thận hay là gì đấy. Nhưng mà nhiều người thì thích con đắt tiền cơ. Ừ, nhưng mà nói chung là các bạn nên... Không cần biết đẹp hay không, cứ đắt tiền là đẹp hết kiểu đấy. Cho nên là các bạn nên gọi là đối xử với con loài vật nó công bằng hơn một tí. Có nghĩa là khi mà đã xác định nuôi làm pet rồi ấy, thì bất kể giá trị như thế nào hay là... Nhưng mà nếu mà mình đã xác định nuôi làm pet rồi thì mình phải thấy đẹp mình mới nuôi đúng không? Nên mình phải biết được thế nào đối với mình là đẹp, chứ không phải là hùa theo mọi người là mọi người bảo con này xấu ở thì thôi bán này đi để mua con khác đẹp hơn. Như thế thì rất là nhanh chán. Cái người ta thấy rẻ người ta không nên mua. Ừ, đấy, đúng kiểu như là kiểu như là con này ví dụ mua con này mấy trăm bị bệnh nhẹ cho nó chết thì đỡ phải tốn, có nghĩa là đi chạy chữa thuốc thang thì đó nó tốn tiền, mua con khác cho nhanh. Nhưng mà nuôi như thế là rất nhanh chán, giống như kiểu các bạn nuôi bọn rùa nước ấy, nuôi rùa nước cực kỳ nhiều rùa rẻ khoảng tầm mấy chục có, một vài trăm có, nhưng mà như thế hay kiểu như là các bạn nuôi xong rồi nó bị bệnh làm sao đấy mà các bạn không biết chữa, như là không cần thiết phải hỏi ai cả, không cần thiết phải đi tìm thú y hay như gì đấy, nó chết thì một con khác. Thế là rất là nhanh chán và nó không chơi, nó không được bền đó. Cho nên là mình muốn các bạn tư tưởng nó bản thông một tí, có nghĩa là các bạn nên đã gọi là pet của mình thì nên chăm sóc cẩn thận đó. Ok đấy, con normal trông đẹp là đẹp vãi luôn. À, nhà mình thì đang có 3 loại chăn này. Mình đang tìm những con chăn đất green này. Đây mình sẽ cho ảnh đây. Chăn đất green này, chăn đất albino, chăn đất albino thì cũng có ở trên thị trường Việt Nam khá là nhiều, nhưng mà con đấy khá là đắt. 4 triệu, 5 triệu gì đấy một con thôi.
Bây giờ lên làm con mà trước Hoàng Vũ mang đi off ở Eco Park đi. Chứ lâu lắm rồi nhưng mà nhớ rồi. Đấy thì xong rồi anh sẽ cho anh ở đây cho mọi người biết. Và con đấy, con Chester Green thì là mọi người hay gọi là chăn chuối ấy. Và con đấy nó sẽ mất hết hoa văn trên người và con đấy sẽ màu kiểu màu xám xanh. Nhưng cũng không phải là xanh đâu, nó kiểu xám xám ấy, kiểu đéo gì. Biết sao gọi là green? Em tưởng xanh lá. Nó mà xanh lá thì đẹp quá. Đó, Albino thì khá, có khá nhiều ở Việt Nam. Có anh Khôi Lê ở trong Sài Gòn có ấp nở khá là nhiều. Có cả con Albino Green luôn. Nhưng mà nói chung là giá đấy cũng khá là cao, mình không có tiền để mà mua. Nên là thôi mình sẽ ngậm ngùi và đợi chờ lúc nào mình trúng số thì đấy thì mình sẽ mua để sưu tập. Thì mình sẽ là thích sưu tập bọn các móc của bọn chăn đất này. Khá là đẹp và cũng khá là to nữa. Mình thì đúng là các bạn biết là mình thích mấy con chăn rắn to, còn bé bé thì mình không thích lắm. Ngày xưa lúc mình mới chơi thì mình rất là sợ nuôi chăn đất bởi vì là thấy to thế, to quá. Thế ngày xưa nhá, cái lúc mà anh nuôi con Bôn ấy, con chăn bóng ấy, và đầu tiên mà nuôi con chăn đầu tiên là con chăn bóng, thì thấy ông anh gửi một con chăn đất ở phía bên garden to thế, con này to đéo chịu được. Nhưng mà hôm trước mình mới xem lại thì nói là con chăn đấy nó chỉ to bằng con Ivory rồi. Lúc ngày xưa mình nghĩ là nó to lắm. Ngày mới chơi chưa biết thì đấy có nghĩa là, nhưng mà bây giờ mình càng ngày nó thích to bởi vì là cái bọn này nó mà to mắc sai thì nó không cần phải có một không gian quá là rộng, các bạn vẫn có thể nuôi trong nhà được, làm cái bể gỗ khoảng tầm 1.5 mét gì đấy và rộng khoảng tầm 50 phân đến tầm 70 phân gì đấy, và cao thì không cần cao quá, cao khoảng tầm 40-50 phân thôi, thế là quá đủ để cho con chăn to rồi. Và các bạn có không gian có thể nuôi trồng lứa ngoài trời cũng được, nói chung là rất là dễ và bọn này không cần không gian rộng quá. Bọn này là bọn hiền nhất, bọn này nó bọn mà là vật nuôi là được yêu thích và bọn trong một trong những con chăn hiền nhất luôn mà có thể nuôi nhốt rất là dễ dàng. Đây chính là bộ ba loại chăn gọi là rẻ nhất Việt Nam và phổ biến nhất Việt Nam. Nếu bạn có thể thấy thì đây là normal là con màu đen này, con này hypo thì nó sẽ vàng hơn và đây là cái lúc bé, còn lúc lớn lên càng lớn nó sẽ càng vàng hơn nữa, giống như là con chăn kia của mình lúc bé cũng như thế này thôi mà càng lớn nó càng vàng, vàng vãi luôn. Này càng lớn càng đẹp, màu nó càng đẹp. Màu lên càng lên rực rỡ hơn. Đó, ba loại. Đấy, màu nó chưa đẹp lắm, nhưng mà lớn nhưng màu đẹp. Đó, các bạn nếu mà muốn nuôi chăn thì chỉ cần muốn chuẩn bị một hộp nhựa này thôi, rất là dễ dàng. Và nếu mà con chăn nó lớn hơn tí nữa mà các bạn muốn cho nó trong một cái bể đẹp để sâu để trưng bày trong nhà, cứ để đóng một cái bể gỗ hoặc là mua ra mua một cái bể kính to đẹp và set up cực kỳ hoành tráng đẹp đẽ và để trong đấy thì ai đi vào nhà cũng phải ngước nhìn thôi. Ở đây là bộ da nó đã lột xác xong. Ơ, con này lột đẹp ghê. Con này đấy, cái con em... Cái ai đấy à? Không, có mấy chục con này là biết là con nào đẹp. Em thấy một con màu màu sáng rất là sáng. Ừ, em sao? Em nghĩ là nó vừa lột. Chẳng là con trắng lột thế nào? Thì như mỗi con trắng nhìn mắt nó lắc lắc rồi nhỉ? Ừ, con trắng này mắt nó kiểu hai chia kiểu mắt xanh nữa. Anh ơi, nhìn con này già thế. Ây, nó nặng quá, các bạn ơi. Cái mặt nó già. Đây là dung kim, đây là dung đũa, đây đã phải dung đũa rồi, đây là dung que rồi, dung cọc tre rồi, to không vậy? Đây các bạn này, sau sau khoảng tầm hơn 2 năm nha. Thì bọn này nó lên màu đẹp rồi. Đấy, đấy các bạn thấy to chưa? Con này giờ khoảng tầm 2.5 mét này. Sao màu với nhau? Sao màu luôn? Sao màu với nhau? Nhau. Cực kỳ hiền lành luôn, kể cả to nữa. Kể... các bạn không cần phải lo là đói nó sẽ tấn công người mà là nó sợ là mình tấn công người thôi. Còn đói thì nó không không tấn công mình đâu. Nhìn màu nó vàng hẳn luôn nhở? Ừ, vàng ươm lên mà. Ây ôi, nặng quá. Chắc là anh em nào nuôi chăn thì nên đi tập gym thôi. Chứ như này thì... đừng như Duy, Duy lười tập gym. Tập gym như này. Ê. Thế thì nuôi chăn là tập gym rồi, cần gì phải tập gym nữa. Ừ, như đấy, anh không cần đi tập gym nữa. Anh không đi tập gym nữa. Thế sao anh không có tập gym? Ây, nặng quá. Rồi, ok, cất máy đi ạ. Rồi, vậy quay anh nhé. Rồi, hello các anh em. Và đây chính là cái kệ mà mình chuyên dùng để nuôi chăn. Thì bọn chăn này, kích thước nó sau này nó to thì nó chỉ cần không gian như thế này thôi. Cái này là mình đóng một lúc một cái kệ và để 5 cái bể luôn. Đó, mình đóng chết vào đây luôn, chứ không phải là và cho bể vào kệ và làm một cái kệ có bể luôn. Đó, cái này kích thước dài khoảng 1.2 m này, sâu 40 và cao 30, một ô cao 30 thôi, bởi vì bọn chăn nó chỉ cần như thế thôi. Đó, mỗi ô mình sẽ để một con chăn. Cái mẹ gì đây? Nó trên cao nó phải giữ
giữ vào để cho nó chắc chắn ấy, an toàn ấy. Đó thì đây mình đã mở sẵn đây rồi thì con chăn đất hypo này, con to nhất nó sẽ ở dưới cùng này. Nào vào đi. Duy gọi vào đi anh yêu. Vào. Này nó được cái nhỉ? Ơi. Nó được cái nhỉ? Con này là con đực. Đợt trước là test một lần rồi. Đó. Đây thì mình có là một cái giải đèn led ở đây để bật cho nó đẹp thôi. Thỉnh thoảng là mình bật cho nó đẹp cho để mình đi cho nó đẹp thôi. Còn con này nó không thích ánh sáng cho lắm cho nên là thỉnh thoảng bật thôi các bạn. Ở cái bể thứ hai này thì đợt trước mình để một con đất normal. Nhưng đấy đang bị hơi bị viêm phổi rồi, mình đã mang đi chữa rồi. Không phải, con gấm gớm là con kia kìa. Con đây là con chân gấm. Ồ đúng rồi, nó là con gấm gớm. Đó, đây là con chân gấm nhé các bạn nhé. Kia, từ từ. Con này mình nuôi được khoảng tầm 2 năm rồi. Con này là người dài. Và con này nó thích leo cây hơn là bọn chân đất kia. Đây là loài chân dài nhất trên thế giới các bạn nhé. Dài hơn cả anaconda luôn. Được ghi nhận là loài dài. Ồ thật á. Anaconda nó là to bề ngang. Nặng nhất trên thế giới, còn đây là loài dài nhất trên thế giới. Toàn này rất là dài luôn. Con này mới là con gốm này. Ừ. Em nhớ nhầm. Con này là mọi người hay bị nhầm là con nưa đấy các bạn. Chặt đầu con nưa đúng không? Ừ. Để trên này là để con chắn là body. Nó phải trôi vẹo trong nước là các bạn không thể nhìn thấy được. Trôi vẹo trong cái nước rồi. Bây giờ đợt này ngoài Bắc cũng hoặc là cũng như sang Sài Gòn nắng nóng rất là nhiều. Cực kỳ nóng luôn, cho nên là các bạn nên để trong cái hộp nuôi một cái bát nước nhỏ nhỏ đủ để con chăn có thể ngâm mình trong đấy. Và quan trọng là cái chuồng phải thoáng, không bị bí quá con chăn nó sẽ sống khỏe mạnh hơn. Nếu bí quá dễ chết lắm. Ở cái này thì mình đã đóng hai bên là lưới để cho thông thoáng không khí. Đó, trên này là một con chăn gấm và có một là người là bạn đã gửi. Ok mẹ đi. Đó. Không biết đến bao giờ mình có thể lấp đầy 5 cái ô này bằng 5 loại chăn đất khác nhau, 5 màu khác nhau đó các bạn. Bây giờ mình chỉ có 3 màu chăn đất thôi. Đây là một trong những cái bộ sưu tập cực kỳ ưa thích của mình, nhưng mà mỗi tội là mình không có tiền để mà mua các bạn khác đắt quá. Dần dần mình sẽ sưu tập dần dần thôi. Ok. Chăn vừa ăn xong các bạn hình thấy bụng nó to rõ ràng so với bình thường luôn. Đó, nhìn cái bụng nó này, nó to bè hẳn lên luôn. Thế tất cả những con chăn này đều là đã ăn một con gà rồi nha các bạn nhá. Bụng nó to bè hẳn lên luôn. Các bạn nhìn thấy con chăn bé này các bạn cứ sợ là nó không ăn được gà, nhưng mà các bạn không cần phải lo. Bọn chăn baby này nó ăn gà thoải mái luôn, không cần gì phải lo nghĩ gì cả. Đó. Đây bên này là có con này vừa ăn xong này. Đó, nhìn thấy bụng nó to bè lên luôn. Con này cũng vừa ăn xong rồi này. Đó, mình cho vào đây. Đây là tim vừa mới ăn xong.
Đây là các bạn này, các bạn có thể nhìn thấy con to béo nhất ở trong đàn, đó chính là cái con này. Các bạn nhìn bụng con này, bụng này, con này nó đã ăn hai con gà luôn rồi nha các bạn nha. Các bạn nhìn thấy con to nhất ở giữa chưa? Con này đã ăn hai con gà con luôn rồi đấy. Có nghĩa là theo như mình đã nói thì chăn baby như này nó sẽ có thể ăn được một lần ăn khoảng tầm 1 đến 2 con gà con. Đây nha, nhớ để bát nước nếu cần nha các bạn nha, bởi vì là con chăn có thể đi đường xa hoặc là lâu lâu nó không đủ uống nước mà rất là khát. Ở đây hộp này là cái hộp mà 20x30 đủ để nuôi một con chăn baby. Là hộp này là hộp tôi để riêng dành cho những con mà nó chưa ăn luôn ấy, trong lần đầu tiên cho ăn khi, từ khi mới về ấy. Và đã để riêng như này và bây giờ nó đã vừa ăn xong rồi. Đó, rất là dễ dàng luôn. Có nghĩa là các bạn đừng có lo lắng quá cho con chăn, mà có nghĩa là các bạn hay theo kiểu suy nghĩ theo kiểu là chăm sóc chó mèo hay là chăm sóc người ấy. Và chăn nó hoàn toàn ngược lại, có nghĩa là các bạn càng lo lắng cho nó quá và càng chăm sóc nó nhiều quá thì nó càng stress và nó càng bỏ ăn và nó càng chết. Quan trọng là các bạn phải hiểu nó cơ. Các bạn thấy video vừa xong như thế nào? Có bổ ích hay gì không? Nếu mà thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo về các loài động vật khác. Sắp tới thì mình cố gắng tìm hiểu về làm liên quan đến cả các loài thú khác nữa. Còn bây giờ trước mắt là rất nhiều clip liên quan đến các em exotic pet, là bò sát này, côn trùng này, rồi đủ các thể loại. Các bạn hãy cùng đón xem nha. Nhớ subscribe. Ok.